Logo CTC của Convi Technology Co. Ltd có ý nghĩa đặc trưng của công ty, thể hiện bằng cách kết hợp chữ cái C, T và đường thẳng giữa để tạo thành một hình ảnh hiện đại và độc đáo. Hình ảnh này có thể được hiểu như là biểu tượng của sự nhanh nhẹn, chuyên nghiệp và hiệu quả, những giá trị cốt lõi mà CTC mong muốn gửi đến khách hàng. Đường thẳng giữa cũng có thể đại diện cho sự kết nối và liên kết, thể hiện sự kết hợp giữa công nghệ và sự thấu hiểu về nhu cầu của khách hàng. Chữ cái C và T trong logo tượng trưng cho tên gọi của công ty, giúp khách hàng dễ dàng nhớ đến thương hiệu, slogan, Rao Toge, phát triển cùng nhau, cũng tương tự như vậy, thể hiện sự cam kết của CTC đối với khách hàng, tạo ra mối quan hệ lâu dài, hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển. Cùng với logo, slogan này cũng nhấn mạnh giá trị của sự kết nối và tương tác, khuyến khích khách hàng hợp tác với CTC để cùng nhau phát triển. Về lĩnh vực kinh doanh, CTC chuyên cung cấp băng tải và thiết bị băng tải tiên tiến cho các nhà máy công nghiệp nặng. Logo và slogan của công ty không chỉ thể hiện những giá trị cốt lõi mà công ty muốn gửi đến khách hàng, mà còn phản ánh sự chuyên nghiệp và uy tín của công ty trong lĩnh vực này.